khách hàng xấu quá với không chất lượng nên mình không có nhắn vô, mình nhắn tin nên inbox hỏi trước rồi mình thay qua cái mạch. Cái mạch 15 sò, 15 sò mình, nhưng mà mình câu có 12 con khác thôi nha anh em. Anh em nào về mà này khuyến mãi hay vẫn tính là tiền của bo 12 sò. Anh em nào thích đi 15 sò anh em thêm 3 con nữa. Nha, thêm 3 con nữa nhưng vẫn tính tiền cho em này bo 12 sò ngoài thôi. Đây. Đây là bo đen, bo đen của anh em hay chơi nè. Nó trái mình thay hai con phép. Trái hai con phép. Đây đang test. Chiều mình gửi trưa rồi đi giao cho nó, em cho nó, em nó luôn. Nó đang tải anh em, đang có tải nha. Ra lớn nhỏ thì vẫn được nha. Do mình xài sạc. Sạc nên mình lên tải lớn nó không có đáp ứng nổi nha. Đây mình tháo ra mình test hết tốc độ nè. Đó anh em. Đây. Đây là 30 sò hết nha. Đó. Anh em nào muốn anh em cứ inbox mình. À, gửi cho em trai. Anh em về câu thêm 3 con nữa là xài được 15 sò nha. Là 33 con á. Cái này 18, cái này 18, cái này 12 là 30. Phiên mã cho em nó luôn. Cái mạch này đáng lẽ mình bán 400 mấy lần. Giá khoảng đó nha. Giờ mình ráp lại gửi cho em nó. Rồi anh em muốn làm gì anh em cứ inbox số điện thoại Zalo trang mình để dưới phần bình luận nha.